Tin Roma, Đức Thánh Cha chúc mừng và cầu nguyện cho giải bóng đá thế giới 2018 tại Nga. Theo tin từ ZX, vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu thành hương hôm thứ Tư 13 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã có lời chúc mừng đến giải bóng đá thế giới 2018 tại Nga được khai mạc vào ngày 14 tháng 6. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng giải bóng đá thế giới năm 2018 tại Nga sẽ cổ võ tình liên đới và hòa bình giữa các quốc gia. Đức Thánh Cha gửi lời chào các cầu thủ và ban tổ chức, cũng như mọi người theo dõi qua các phương tiện truyền thông xã hội biến cố vô biên giới này. Đức Thánh Cha nói, ước chi sự kiện thi đấu thể thao quan trọng này trở thành dịp gặp gỡ, đối thoại và sống tình huynh đệ giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, tạo thuận tiện cho tình liên đới và hòa bình giữa các quốc gia.